tử con dâng bài văn tấu cung thỉnh mời cô sáu sơn trang. Thank you.
gần thì xa lành. Cô anh linh trên đời có một mà thói gian tà, nhất nhất đi mực mừng không tha thứ phù nguyện chú canh ba. Núi rừng mà im bạt bạt cô rước mẫu về người đất trang châu mẫu sài đàn sáu theo hầu. Có đứa mẫu thường chỉ cô lên đỉnh đỉnh núi, cô vẫn lời được suối băng băng ngàn tới đâu cầm 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 reo vang. Cô sao đi chim từ khi chết đôi vì gọi bạn ga gáy rừng xa lạ lắm canh canh tay tiền tiền lá pin ở canh. Tòa tiến thanh chân chân chi cho đồng. Cô sai thật thật nhì tiên đàng, khăn điều áo thóc dịu dàng cô đứng xa. Cô đàng cả rừng bông rừng hoa đi. Đang đang có sáng tỏa gần gần xa, xoay cho non nước nước đô đô đùa thêm xuân xuân nga nước nước nga thiêu thiêu tỏa ngập ngập xa ngập ngập. Sóng đang ai thâm thâm thoáng bên đầu, một màu son sắt tốt tốt tuy dường già. Nên ngàn nên trên ngàn năm năm quả nhiều hoa. Lên lên ngàn năm năm quả nhiều hoa. Tiên cô đô đô cô vào xa sớm chiều thổ mây nặng chịu nghi lưng lưng đèo ý à.
chân chân cô đi dừng dừng nhiều đường lao lao lối này này à cô đi chỉ chỉ lối cô đã sang tới này thôi đôi đôi bao xa lên đàn lại hai bông bông hoa hai hoa đem đem về đi đi đây biết bao thành đồng chờ bao bao mưa ban khen biết bao thành đời chờ bao bao mưa ban khen chờ chờ cô đi dừng nhiều đường năm năm mỗi ngày này cô đã chọn đôi này cô đã chọn đôi này thôi đôi đôi bao xa cô là ngày hai bông hoa hai hoa đẹp về đến đây biết bao thành đầy chờ mong cô ba khen biết bao thành đầy chờ mong cô ba khen độ lượng vì nơi nơi hài xanh xanh đủ bình lên đồ chân chân y quấn quấn xà cảm đeo bùi vì chỉ ba hòa thương ngắm ngắm đôi tay vòng vòng bạc sẽ đến đôi mượn tóc tóc mây xa ngà vẻ ngọc ngọc mây